Thưa quý vị, có ít nhất 226 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ập đến đột ngột, khiến 44 công trình, trong đó có nhiều nhà cửa và trường học tan hoang tại thủ đô Mexico City của Mexico. Theo thông tin cho biết, đã có 44 tòa nhà cao tầng bị thiệt hại nặng nề hoặc bị đổ sập trong khu đô thị đông người, trong đó có những công trình công cộng như trường học, chợ, nhà máy và các khu căn hộ lớn. Theo thông tin được cập nhật, đã có ít nhất 226 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương vẫn còn bị kẹt trong đống đổ nát. Hiện tại có hàng trăm tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tối đa với tất cả những gì họ có để lùng sụp và đào bới, ngay cả bằng tay không trong các tòa nhà bị sụp đổ. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại Mexico trong tháng này và nó ập đến chỉ vài giờ sau buổi diễn tập chống động đất ở nhiều thành phố trên cả nước nhằm tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân trong vụ thảm họa động đất ở Mexico City năm 1985. Trận động đất trước đó xảy ra vào hồi đầu tháng với cấp độ là 8.1 độ Richter đã cướp đi gần cả trăm sinh mạng và là trận động đất mạnh nhất trong 8 thập niên vừa qua. Trước cảnh nhiều thiên tai ập vào Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều người đang có mối quan hệ gây gắt với Mexico, cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội Twitter rằng, cầu chúa phù hộ cho người ở Mexico, chúng tôi ủng hộ các bạn và sẽ ở đó vì các bạn.